Để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, năm học mới 2021-2022 ở quận Ngũ Hành Sơn được bắt đầu với những ngày học trực tuyến. Thầy và trò cùng nhau cố gắng ôn tập kiến thức và đặc biệt là tạo thói quen thường xuyên tiếp cận việc học bài mới hàng ngày dù không đặt chân đến lớp. Bắt đầu học trực tuyến từ ngày 6 tháng 9, theo lịch học, em Tô Nguyễn Nam Trung, học sinh lớp 4/1 trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh, phường Hòa Hải phải dậy sớm chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và bật ứng dụng Microsoft Teams để bắt đầu buổi học cùng cô giáo và các bạn vào lúc 7 giờ. Việc học trực tuyến diễn ra khá thuận lợi do trước đó vì dịch Covid-19, em đã tiếp cận việc học theo hình thức này. Việc học của em khó khăn ở chỗ là mạng hơi yếu nhưng mà em vẫn tiếp thu bài rất là tốt. Em mong là Covid sẽ qua đi để em sớm được trở lại trường. Để đảm bảo môn học sinh được học trực tuyến thuận lợi nhất, giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng với cha mẹ học sinh trao đổi qua nhóm trò chuyện Zalo để đôn đốc các em học tập online thông qua các bài giảng. Ngoài các bài giảng ghi sẵn, học sinh còn được nghe thầy cô giáo giảng trực tiếp thông qua phần mềm như Zoom. Các bậc phụ huynh thì tạo điều kiện hỗ trợ các trang thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, iPad có kết nối Internet. Đặc biệt là trong mỗi cái bài giảng của tôi xen lẫn những cái trò chơi để kích thích cái sự hứng thú học tập của các em, để cái việc học trực tuyến của các em cảm thấy không còn căng thẳng mà các em trở nên thích thú. Việc học online cũng tốt thôi, nhưng không bằng các cháu học trực tiếp tại lớp. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, việc học online là rất cần thiết cho các cháu. Hiện nay, việc học online cũng bộc lộ những thuận lợi và khó khăn nhất định. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy online là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, để học sinh duy trì việc học tập, tạo điều kiện cho việc trở lại trường học được thuận lợi hơn trong thời gian đến.